Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết khu vực Bắc Bộ trong ngày mai vẫn phổ biến nhiều mây, có lúc có mưa và mưa nhỏ. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 23 cho tới 26 độ ban ngày, có nơi cao hơn. Từ đêm mùng 9 và mùng 10 tháng 1, không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu nhưng cũng chỉ gây mưa nhỏ rải rác cho khu vực. Đêm và sáng sớm trời rét. Chỉ lưu ý là hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều vào đêm và sáng sớm khiến tầm nhìn hạn chế, nên khi tham gia giao thông, quý vị và các bạn cần phải hết sức đề phòng. Với các tỉnh miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Mức nhiệt cao nhất ngày là từ 23 cho tới 27 độ. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất lần lượt là 25 đến 29 độ và 29 đến 31 độ cho các tỉnh Nam Trung Bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mang kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày mùa khô với thời tiết hầu như không mưa và nắng kéo dài trong ngày. Vùng cao Tây Nguyên trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất là khoảng 18 đến 21 độ, còn nhiệt độ cao nhất trưa chiều từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Trong đó miền Đông Nam Bộ có nơi đạt ngưỡng nắng nóng trên 35 độ. Còn trên biển, khối không khí lạnh vẫn đang trong quá trình suy yếu, trường gió Đông Bắc trên tất cả các khu vực đều giảm. Tại khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc giảm xuống chỉ còn cấp 4, cấp 5. Cùng với đó thì sóng biển trên toàn bộ khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa đều thấp dưới 2 mét, biển lặng. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc giảm xuống cấp 5, mưa dông cũng không còn xuất hiện, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.